Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cách chuyển phần trăm, tỷ số phần trăm thành hỗn số, được chưa? Thành hỗn số. Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về phần trăm, sau đó nói về hỗn số và cách chuyển phần trăm qua hỗn số. Đây, ví dụ khi các bạn khi mà đọc lên phần trăm là các bạn phải biết đó là phân số rồi nè. Có tử và mẫu, được chưa? Mẫu là 100 và tử là số nào? Vậy ấy. Được chưa? Đó, đây gọc là 2%. Được chưa? Thì cái này có thể viết gọn lại là 2%. Ký hiệu này chính là ký hiệu phần trăm nha các bạn. Đó, hình dung chưa? Tiếp theo liên quan về hỗn số 3. 1/2. Thì số 3 này người ta gọi là phần nguyên. Phần nguyên. Đó. 1/2 này người ta gọi là phần phân số. Phân số, được chưa? Thì cái hỗn số này các bạn có thể viết về dưới dạng tổng của cái phần nguyên nè, là 3 nè cộng với 1/2. Đó, hình dung chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nói sao này? Lấy ví dụ về hỗn số rồi mình thực hành luôn đi cho nó gọn đi. Ví dụ đơn giản trước, 300 nè chia cho 100 nè, thì 300 chia cho 100 được mấy ạ? Được 3, được chưa? Vậy 3 cũng được gọi là hỗn số nha các bạn, được chưa? 3 gọi là hỗn số, phần nguyên là 3, phần tử là phần phân số là 1/1, ok chưa? Tiếp tục 3 1 2/1 100, được chưa? Thì các bạn lấy 300 chia cho 100 được mấy ạ? Được 3. Dư bao nhiêu ạ? Dư 10, 12 cộng phần dư nè. Đó, chia cho 100. Được chưa? Vậy sẽ bằng là 3 12/1 100. Ok chưa? Tiếp một cái ví dụ nữa để cho các bạn dễ hình dung nè. 4/5/100. Được chưa? Thì rất đơn giản thôi, chia cho 100 thì các bạn đếm giúp mình nè. 1 2 số 0 1 2. Đây. Đó, viết lại cái số trước cái dấu gạch giúp mình. Được chưa? Hình dung chưa? Chia cho 100 nè, 1 2 1 2, từ phải sang trái 1 2 7 1 2, lấy số phía trước giúp mình 4, ok chưa? Cộng, tiếp tục viết lại cái số phía sau, viết mẫu là 100 hết, thấy chưa? Vậy là bằng 4 15/100. Thử một cái nữa, 6 1 2 chia cho 100, 6 1 2 chia cho 100 thì các bạn đếm nè, 1 2 1 2 gạch, được chưa? Viết lại số 6 ở cộng, viết lại phần phía bên phải của dấu gạch, 12/1 100. Thì đây là phép cộng giữa phần nguyên và phần hỗn số nè. Thì các bạn sẽ chuyển qua hỗn số là 6 1 12/100. Được chưa? Đó, cách chuyển hỗn số đơn giản đó. Cách chuyển hỗn số đơn giản nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn bài tập, các bạn giải giúp mình để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai các bạn. Ví dụ 781/100, 7825/100, 913/100, 91/100. Đó. Các bạn giải giúp mình 4 cái bài tập này. Được chưa? 4 bài tập này nha. Rồi, mình hướng dẫn cái bài tập phía cuối cùng đi. Tại vì nó chưa có những cái bài tập rơi vào trường hợp cuối cùng, ví dụ như 91/100 thì cũng tương tự đếm số 1 2 1 2 gạch, được chưa? Vậy ở đây không có gì hết, vậy sẽ chính là số 0 cộng 91/100, được chưa? 0, vậy mình ghi là 0/91/100, mà 0 thì không cần ghi, được chưa? Vậy phần trăm đã chuyển qua thành hỗn số, nó cũng là phân số, được chưa?
thì phân số cũng được gọi là hỗn số nha các bạn. Đó, cẩn thận chút xíu. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào, bye bye.